Bạn vừa nhắc tới Holly phải không? Chào bạn, chính là tôi đây. Holly và tôi đã từng chơi đùa với nhau và tôi đoán sắp tới bạn sẽ có một cuộc vui tay ba. Bạn muốn quan hệ với cô ấy hay với tôi? Noel cũng đang rất hào hứng với mối quan hệ tay ba này. Noel và Aoza là một cặp vợ chồng tuy chưa có con nhưng mơ mộng ngày nào đó sẽ được bế ẵm đứa con của riêng mình. Họ không ngại chia sẻ với hàng xóm về chuyện khó khăn trong việc có con. Noel còn tâm sự với bạn thân là Beat nhưng anh chàng này lại chẳng biết ý, cứ đùa rằng họ nên tận hưởng hết mình sự tự do và thân mật trước khi con cái xuất hiện và đảo lộn mọi thứ. Beat thậm chí còn thổ lộ rằng từ khi có con, tình cảm giữa anh và vợ Manie đã không còn mặn nồng như trước, làm anh lúc nào cũng thấy bực bội. Aoza cũng tâm sự với Manie về nỗi buồn khi chưa có con và Manie chia sẻ rằng cô từng mất một đứa con khi còn học đại học, khiến Aoza thêm phần đồng cảm. Trong khi đó, Beat lại vô tư đổ lỗi cho Noel về chuyện hai vợ chồng mãi chẳng có con. Rồi một đêm nọ trong lúc vợ đã ngủ, Beat ngượng ngùng thú nhận với Manie rằng anh đã làm những chuyện sai trái để bù đắp cho sự thiếu thân mật trong hôn nhân của họ. Noel khi nghe chuyện này thì hoảng hồn, liền cảnh báo Beat rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc hôn nhân của họ sẽ sớm tan vỡ. Đêm đó, Noel và Aoza nằm trên giường làm lành, họ bàn tán về những sóng gió trong hôn nhân của hàng xóm. Họ nhận ra rằng mình đã sống quá cứng nhắc và ít khi gần gũi, lo rằng sau này nếu có con thì có khi lại để mọi thứ trôi vào quên lãng. Trong khi đó, Beat vẫn đợi cho đến khi vợ ngủ say, ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của cô rồi tiếp tục những hành động chẳng ai ngờ. Một hôm, Aoza kể với chồng về Holly, cô bạn thân từ thời đại học mà cô đã cắt liên lạc hơn 12 năm. Gần đây, Holly lại tìm thấy cô trên mạng xã hội và muốn gặp lại cô. Noel nghe vậy thì đề nghị mời Holly đến nhà, nhưng Aoza lúc này lại tỏ ra lưỡng lự và từ chối. Sáng hôm sau, Noel và Beat lại trò chuyện về chuyện gia đình khi chạy bộ. Beat cảm thấy mình lạc lõng vì không có con và cảm thấy hàng xóm chẳng hiểu gì về cuộc sống của anh cả. Anh phải chịu đựng sự thiếu thốn thân mật, cãi vã triền miên và sự bất mãn từ vợ, thậm chí còn nghi ngờ rằng Manie đang ngoại tình. Beat khuyên Noel rằng hãy trân trọng từng khoảnh khắc vì sau khi có con, cuộc sống sẽ không còn tự do như trước nữa. Khi về nhà, Noel đề nghị với vợ rằng hai người nên thư giãn, đi chơi đâu đó vào cuối tuần. Nhưng Aoza từ chối vì cô đã lỡ hẹn Holly đến nhà chơi vào tối đó. Đêm ấy, Aoza không ngủ được, cuối cùng quyết định thú nhận với Noel rằng cô đã ngoại tình với Holly, người bạn thân thời đại học. Noel sốc nặng nhưng thay vì nổi giận, anh chỉ muốn biết lý do tại sao vì Aoza luôn tỏ ra ngại ngùng với anh. Sáng hôm sau, Noel kể với Beat hàng xóm thân thiết của anh về chuyện Aoza đã thú nhận việc cô ngoại tình. Beat nghe xong liền gợi ý Noel nên tận dụng cơ hội này vì mấy ai có vợ can đảm thú nhận hết những chuyện sai trái như vậy. Không lâu sau, Manie, vợ của Beat cũng biết chuyện. Cô liền gọi điện cho Aoza để hỏi thêm chi tiết về thời đại học của cô. Sau đó, trong bữa tối gia đình, cả nhóm hàng xóm lại tụ họp và bàn tán về lời thú nhận của Aoza. Beat khuyên Noel đừng bỏ lỡ cơ hội nhưng Noel sợ sẽ làm hỏng cuộc hôn nhân của mình. Sáng sớm hôm sau, Aoza lo lắng và đi tắm chuẩn bị đón cô bạn cũ Holly đến chơi. Holly tới sớm hơn dự kiến và được Noel chào đón nồng nhiệt, dẫn cô vào phòng khách. Anh không thể rời mắt khỏi người phụ nữ xinh đẹp ấy nhưng cố gắng kiềm chế những suy nghĩ lung tung. Sau một chuyến đi dài đến mệt lả, Holly cuối cùng cũng xin phép được nghỉ ngơi một chút. Còn Aoza thì như ngồi trên đống lửa, không biết Holly có nói gì với Noel không nên cô quyết định thử thăm dò chồng xem tình hình ra sao. Ai ngờ đâu trong lúc nói chuyện, Aoza bỗng nhiên nổi hứng đề nghị chồng tạo chút không khí ngay trên ghế dài. Noel ngạc nhiên trước sự táo bạo bất ngờ của vợ nhưng vì có người lạ trong nhà nên anh đành đỏ mặt từ chối. Tối đó cảm thấy có chút bối rối và lo lắng, Noel gọi ngay cho Beat để xin lời khuyên. Anh công khai thừa nhận rằng anh rất quan tâm đến Aoza nhưng do thiếu kinh nghiệm trong chuyện này anh không khỏi lo lắng. Còn Aoza thì trong khi đó, cô cũng tranh thủ kết nối lại với Holly xin lỗi bạn vì cuộc cãi vã đã khiến họ xa cách trong nhiều năm qua. Hai người trò chuyện và dường như mọi thứ đã được hàn gắn. Trong bữa tối, Noel ngồi không yên, rõ ràng rất căng thẳng khi kể cho Holly nghe về mối quan hệ trong quá khứ giữa cô và Aoza. Nhưng Holly không những không ngại ngùng mà còn hào hứng nhớ lại thời trẻ sôi nổi khi cô từng là bà hoàng bánh quy trong mắt cả gia đình. Cô còn tiết lộ rằng ngày xưa cô nhận được rất nhiều lời cầu hôn nhưng lại chẳng hề quan tâm vì đã quá chán ngán với những cuộc tình ngắn ngủi. Một năm sống trong cô đơn đã khiến Holly khao khát tìm một người bạn đời thực sự hợp với mình, người mà cô có thể tin tưởng và dựa dẫm. Khi Holly nhận ra nhà của Aoza không có trẻ con, cô không khỏi thắc mắc và hỏi dò. Lúc này, Aoza thành thật chia sẻ rằng họ chưa sẵn sàng để làm cha mẹ dù trong lòng vẫn có chút do dự. Trong lúc đang ở bếp, Noel ngầm ám chỉ rằng anh muốn có chút riêng tư với vợ nhưng Aoza vẫn không hiểu ý của chồng. Trong khi Aoza mải mê rửa bát, Noel lại tiếp tục tận dụng cơ hội bước tới khiêu vũ với Holly, cố gắng bày tỏ mong muốn được gần gũi với cô hơn. Thậm chí anh còn dũng cảm đề cập đến ý tưởng ba người họ cùng dành thời gian bên nhau. Holly nghe vậy không những không từ chối mà còn đồng ý ngay, thậm chí cô còn tình nguyện giúp Noel thuyết phục Aoza rằng điều này sẽ rất thú vị và mới mẻ. Thế nhưng không may cho Noel, Aoza lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Holly. Noel bắt đầu hoảng loạn, cố gắng bịa chuyện để che đậy nhưng Holly thì chẳng ngại ngần gì cả. Cô thẳng thắn tiết lộ với Aoza rằng ba người họ có thể qua đêm cùng nhau. Nghe đến đây, Aoza bực bội hết sức, tức tốc bỏ vào phòng ngủ và tự giam mình lại. Dù Noel và Holly cố gắng giải thích cỡ nào, Aoza cũng không thèm nghe. Vì trong lòng cô, việc mời thêm người thứ ba lên giường ngủ của hai vợ chồng vẫn là điều không thể chấp nhận. Sau khi tỉnh táo lại, Holly ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Noel, bảo rằng anh nên thành thật với vợ. Cô tin rằng sự thật dù có khó nghe vẫn sẽ dễ chấp nhận hơn là những lời dối trá. Holly cũng hy vọng rằng bạn mình sẽ hiểu và có thể cân nhắc việc thử nghiệm điều này. Vì cô biết Aoza là người luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào và tình huống này cũng không ngoại lệ. Khi Aoza quay lại với Noel và Holly, Holly đề xuất cả ba người nên dành thêm thời gian bên nhau để hiểu rõ hơn.
Với cô, mọi lý do từ chối đều trở nên nhàm chán và thiếu thuyết phục. Holly nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi chẳng cần phải sợ hãi hay e dè, hãy tận dụng thời gian để trải nghiệm những điều mới lạ, để cuộc sống thêm phần thú vị và đáng nhớ. Để thư giãn sau một ngày dài, Au ra lấy một chiếc bánh quy cắn một miếng rồi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những khoảnh khắc vui vẻ thời còn đi học đại học. Những kỷ niệm ấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn khiến cô mỉm cười. Sau khi đã ăn xong chiếc bánh, cô cùng Noel và Holly quyết định rủ nhau ra hồ bơi để xua tan hết mọi phiền muộn. Holly là người tiên phong, cô không chần chừ nhảy ngay xuống nước, vừa bơi vừa hò hét rủ hai người còn lại cùng nhảy xuống, bảo rằng cứ bỏ hết lo âu đi mà tận hưởng. Thấy vậy, Aura và Noel cũng chẳng ngại ngần lao xuống theo. Cả ba cùng vui đùa quên hết mọi phiền muộn, chỉ có tiếng cười vang lên. Khi đã thấm mệt, họ leo lên bờ ngồi lại bên nhau, tiếp tục nhâm nhi bánh quy và bắt đầu câu chuyện về những thất bại tình cảm của mỗi người trong quá khứ. Noel chỉ ngồi lặng im, đôi khi gật gù, đôi khi nở nụ cười nhếch mép, nhưng thực ra anh đang ngấm ngầm tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên và thoải mái này. Trong khi đó, Aura và Holly lại cười đùa không ngớt, chẳng hề ngại ngùng gì khi có anh ngồi cạnh. Với Noel, có lẽ đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Mọi thứ như đang diễn ra trong một bầu không khí hoàn hảo, không có chỗ cho lo lắng hay nghi ngờ, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Khoảnh khắc lãng mạn ấy bỗng chốc bị cắt ngang khi Manie, người vợ của Beat, bất ngờ tỉnh dậy và phát hiện ra chồng mình đang làm điều gì đó hết sức không đúng mực ngay trước mặt mình. Phẫn nộ và tức giận, Manie không thể nào chịu đựng nổi sự táo tợn đến ghê tởm của Beat. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn vì cảm thấy hành vi của anh thực sự ghê tởm và không thể chấp nhận được. Khi Noel gặp lại Beat sau vụ việc, anh tỏ ra vừa đồng cảm vừa ủng hộ bạn mình, nhưng cũng không quên nhắc nhẹ về cú sốc mà gia đình Beat vừa phải trải qua, và không thể nào tệ hơn vào một thời điểm như thế này. Trở về nhà, Holly vẫn không từ bỏ ý định, liền đề xuất cả ba người họ tiếp tục buổi gặp gỡ thân mật như lần trước. Dù Aura và Noel có chút buồn về chuyện ly hôn của Manie và Beat, nhưng họ cũng không muốn để những điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cả ba lại lao vào nhau một lần nữa, nồng cháy hơn, mạnh mẽ hơn, trải qua một đêm đầy đam mê mà có lẽ mãnh liệt nhất trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc ấy, Aura bỗng dừng lại, lên tiếng tuyên bố rằng tất cả chỉ là một sai lầm. Cô thú nhận rằng mình từng có tình cảm với Holly, nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi Holly bắt đầu hẹn hò với người khác và họ mất liên lạc. Holly cũng chẳng ngại ngần gì, thẳng thắn thừa nhận rằng cô cũng từng có tình cảm với Aura, nhưng vì sợ bị ràng buộc trong hôn nhân, cô đã chọn cách trốn tránh và hẹn hò lung tung với nhiều người. Nghe đến đây, Noel bắt đầu nổi cơn ghen và lập tức cấm tiệt Holly không được tiếp cận vợ mình thêm lần nào nữa. Holly hiểu được sự khó xử và sự ghen tuông của Noel, liền rời khỏi phòng và ra phòng khách, để lại đôi vợ chồng có không gian riêng nói chuyện với nhau về chuyện vừa xảy ra. Aura sau đó tiếp tục chia sẻ rằng cô từng mang thai nhưng đã không may bị sảy thai, điều này đã khiến cô vô cùng đau khổ và lo sợ. Noel nghe vậy không khỏi đau lòng, nhưng anh cũng trấn an cô rằng bác sĩ đã khẳng định anh hoàn toàn có khả năng sinh con, vì vậy khi thời điểm thích hợp đến họ vẫn có thể trở thành bố mẹ. Những lời nói ấy như tiếp thêm hy vọng cho cả hai, họ ôm chầm lấy nhau cùng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Sáng hôm sau, đôi vợ chồng thức dậy và bất ngờ khi thấy Holly đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Holly cười nói cảm ơn họ vì đã hiếu khách tiếp đãi cô nhiệt tình và đùa rằng hãy lặp lại trải nghiệm này sau 10 năm nữa. Trước khi rời đi, Holly không quên làm thêm một mẻ bánh kép với một thành phần bí mật, bảo đảm rằng bạn bè của cô sẽ không bao giờ thấy chán. Sau khi chào tạm biệt, Holly lên đường để lại Aura và Noel với những suy nghĩ về tương lai và niềm hy vọng mới mẻ. Cả hai bắt đầu háo hức mong chờ sự ra đời của đứa con, một biểu tượng cho tình yêu và hy vọng của họ. Trong khi đó, Beat và Manie dù đã trải qua một vụ bê bối không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn tìm được cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Họ đã tìm đến sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học và cùng nhau đạt được thỏa thuận, nhượng bộ lẫn nhau để cuộc sống hôn nhân trở nên tốt đẹp hơn. Giờ đây, Manie đã đáp ứng được mong muốn của chồng và Beat cũng đối xử với cô một cách tôn trọng và yêu thương hơn. Vậy là bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cho mình xin một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo.